dàn mini, model là Sony M333NT. Dàn này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía trước này thì mình có cái nắp che, nó rất mất tiêu rồi nha. Dàn này có rất là nhiều ngõ kết nối. Đầu tiên mình phải nói tới là ngõ Optical In, dùng giải mã DAC kết nối Max TV qua tín hiệu quang không cần mồi. Chức năng thứ hai là USB kết nối với máy vi tính PC, nhận dàn là sao cọc rời. Chức năng thứ ba là ngõ AUX, hai đầu Avera 3.5, dùng kết nối với điện thoại, TV, máy tính, laptop, máy tính bảng và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Đương nhiên CD mà đi là ok rồi. Dàn này hoàn hảo các chức năng mà trong khi đó có rất là nhiều ngõ kết nối. Công suất âm ly là 55W, công suất loa là 100W trên cặp loa, công suất của loa khá lớn. Mà sử dụng tốt cho phòng từ 20-25m2 đều ok. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn hoặc dây kết nối điện thoại kèm chung dàn thì liên hệ với em nha. Đây là tổng thể mặt sau cả bộ dàn. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này thì cọc giúp em 300.000. Phần tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ và khi các anh nhận hàng sẽ thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em luôn nha. Đây là hàng nội địa Nhật. Em xin nhắc lại chỉ sử dụng điện 100V nên vui lòng đừng cắm nhầm 220. Và vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo cho em 0931 008 099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết của bộ dàn này qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mình mua bộ dàn. Đây là số điện thoại cũng như số Zalo bên cửa hàng em. Mình nãy đó thì mình nghe nhạc quà tấu qua đĩa MD nè. Đĩa MD thì bên em có bán. Các anh nào có nhu cầu chép MD thì liên hệ. MD mình có thể xóa nhạc, chép nhạc thoải mái vô tư. Các anh thích ca sĩ thể loại nhạc như thế nào liên hệ để em chép cho mình nha. Chiều cao của loa là 24cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng tầm 20-25m2. Bây giờ mình sẽ cùng nghe nhạc qua chức năng CD. Trong mơ